Sáng nay con về thăm mẹ con. Con báo cho mẹ con một cái tin vui. Đó là mẹ con thì chưa biết là năm nay dâng lễ giỗ cho bố ở đâu. Vì giáo điểm tin mừng thì không còn, về đây thì không phải là nhà xứ. Nhưng mà con trình bày với cha giám đốc thì cha rất là vui mừng. Cha bảo rằng thì cứ đến nhà nguyện này mà dâng lễ có sao đâu. Cho nên đó là một cái niềm vui đối với con phải báo tin cho mẹ con. Và bảo với mẹ con là vậy mẹ chiều hôm nay mẹ có đi dâng lễ được không? Mẹ bảo tao chân yếu lắm, không có đi được. Thì mày về mày nói với cha là cho tao gửi lời cảm ơn. Và mẹ còn dặn tôi, mày nhớ là phải vâng lời cha giám đốc, nhớ phải sống cho nó đàng hoàng, vâng lời các cha các thầy, cho nó thành một thằng con ngoan. Như mày vâng lời tao thế nào từ bé đến giờ thì mày cũng phải vâng lời cha giám đốc như vậy. Và nói với cha giám đốc là tao giao phó mày cho cha giám đốc. Thầy xem đó là tâm tình của mẹ tôi mà chiều hôm nay muốn chia sẻ với anh chị em. Đó là tâm tình của một người mẹ mãi mãi, vẫn dù thế nào đi nữa, giống như cha vừa chia sẻ, một là cha ông cố mà xưng tội với một cha con của mình, thì mẹ tôi cũng dạy dỗ tôi cho đến ngày hôm nay 63 tuổi thì vẫn cứ là con của mẹ, và vẫn cứ dạy tôi phải vâng phục các đấng bậc cha bề trên, cha giám đốc và các cha ở đây, để là một đứa cho mẹ tôi được vui lòng. Và tôi nghĩ rằng đó là lòng thương xót mà mẹ tôi dành cho tôi. Lòng thương xót không phải chỉ là mơn trớn vỗ về vuốt ve, mà lòng thương xót còn là nắn nót, dạy dỗ dạy bảo để hoàn chỉnh tốt hơn. Đó mới thực sự là lòng thương xót. Cái điểm thứ hai muốn chia sẻ với anh chị em, đó là lúc cha Hiền có nói một câu tôi rất là xúc động, là ông cố đã chạy đến cùng đường mà giữ vững được đức tin, còn chúng ta thì sao? Thằng Trần Đình Long, con của ông Trần Đình Bá thì như thế nào? Ở đây có chị ruột của tôi là Sơ Cậy, em gái tôi là cô Phượng, rồi những bà con thân nhân ruột thịt, các bác các chị. Cái đêm hôm 30 tháng 8, lúc chúng ta còn đang lần chuỗi lòng thương xót, thì ông cố mở mắt ra. Ông cố nghe chuỗi kinh lòng thương xót vừa dứt thì một giọt nước mắt của ông cố nhỏ, ông cố nhắm mắt lại, giọt nước mắt cuối cùng chảy ra. Và bác sĩ Triều nói với tôi là ông cố đi rồi. Cho nên tôi thấy đúng như là cha giám đốc nói, ông đã chạy đến cùng đường và giữ vững được đức tin với chúa kinh lòng thương xót. Suốt gần 10 năm đi loan truyền lòng thương xót, ngay lúc còn ở nhà thờ Chi Hòa, khi chúng tôi cầu nguyện và khi chúng tôi làm lễ và rao giảng, giữa bao nhiêu ngàn người xếp hàng vào thì ông cố vẫn là người đứng ở cửa chờ mở cửa, và ông cũng chen vào với các người khác để ngồi được cái ghế mà cô áo đen này đang ngồi đây. Giá nào ông cũng phải ngồi cho bằng được, dù là đợi 2-3 tiếng trước, không có ưu tiên, không có ưu ái cho ông cố, cũng cứ xếp hàng và chen vào với mọi người. Và suốt mấy năm rao giảng công khai cũng như là 3 năm rao giảng trong âm thầm, trong hợp chú, ông vẫn cứ kiên trì. Tôi đi đến bất cứ nhà nào, bất cứ nhà thờ nào, ông vẫn cứ lẽo đẽo đi theo. Ông vẫn kiên trì chạy cho đến cùng đường, dù biết rằng thằng con của mình đang gặp trở ngại, dù biết rằng thằng con của mình đang có nguy cơ không đứng vững nữa. Thì chính ông là người phụ nữ nằm một trong năm cô khôn ngoan, giữ vững được ngọn dầu, ngọn lửa của lòng thương xót.
Cái ngọn dầu ngọn lửa của lòng thương xót ông giữ vững bằng chuỗi kinh lòng thương xót, bằng chuỗi kinh mình cồi. Và mỗi lần nhìn ông như vậy, tôi lại lấy lại được niềm tin, lấy lại được bình tĩnh, lấy lại được kiên trì. Ông nhìn tôi biết ông buồn lắm. Buồn khi thấy con của mình không được tiếp tục công việc đó. Buồn khi thấy ông không còn được đồng hành với tôi hết nhà thờ này đến nhà thờ nọ, hết nhà này đến nhà kia. Buồn vì 3 năm ông nằm đó, tôi đứng đây dâng lễ cầu nguyện, ông cứ thiêm thiếp đi, ông vẫn giữ vững được đức tin, vẫn để cho ngọn đèn ấy vẫn cháy sáng, dầu của lòng thương xót không cạn nơi con người của ông. Dù hơn 80 tuổi, sức cứ tàn dần, mà ngọn dầu của lòng thương xót không cạn, nó bừng lên cho đến hơi thở cuối cùng với giọt lệ chảy ra. Với tâm tình ấy, xin được chia sẻ với anh chị em là trong cuộc sống của mỗi người chúng ta, dẫu có thế nào đi chăng nữa, hãy giữ vững cái đèn, hãy nắm chắc cái đèn và nuôi dưỡng lòng thương xót, ngọn lửa lòng thương xót, cái dầu của lòng thương xót ấy mỗi ngày phải cạn đi. Ngọn dầu ấy là lòng bác ái, là lòng thương xót. Ta cho đi thì nó phải cạn, ta đốt lên thì nó mới sáng. Phải chấp nhận mất mát, chấp nhận thiệt thòi, chấp nhận hy sinh và mất danh dự, mất mạng sống, mất hết tất cả để giữ vững cho ngọn đèn lòng thương xót được cháy sáng giữa đêm trường của cuộc đời này. Hãy giữ vững ngọn lửa lòng thương xót. Đó là lời cuối cùng trước khi tôi rời giáo điểm Tin Mừng về trung tâm mục vụ này, được cha giám đốc rất thương yêu, được các cha các thầy ở đây đối xử như là một người anh em rất thân thương, và chính bầu khí ở đây làm cho ngọn lửa lòng thương xót nơi tôi không tàn lụi. Chính tình anh em, tình bạn hữu của cha giám đốc, của các cha các thầy ở đây làm cho ngọn lửa lòng thương xót nơi tôi càng ngày càng vững, càng mạnh hơn. Và nhờ đó hôm nay có thể đứng đây chia sẻ với anh chị em, nói lên lời tạ ơn Chúa, nói lên lời cảm ơn mẹ Maria, Thánh Faustina, Thánh John Paul II. Và cũng xin chia sẻ với anh chị em một cái tin vui. Khi tôi mới về đây thì cha giám đốc cho biết là đang sửa lại sân gọi là gì, sân khấu hay quảng trường gì đó, mà lấy Thánh John Paul II, tông đồ của lòng thương xót, làm bổn mạng, và đang dựng một tượng đài đây rất là đẹp. Có thể là trong tháng 10 sẽ là lễ khánh thành tượng đài lòng thương xót Thánh John Paul II, tông đồ của lòng thương xót ở trung tâm mục vụ này. Và như thế, ngọn lửa lòng thương xót nơi mỗi người chúng ta phải bừng lên. Hãy là những người khôn ngoan, giữ vững ngọn lửa lòng thương xót giữa đêm trường tăm tối này. Xin chân thành cảm ơn.